châm dọa cắt mối quan hệ với Trung Quốc. Hồi chuông cảnh tỉnh về tái mở cửa từ Hàn Quốc. Trung Quốc điều tra nửa vời nguồn gốc COVID-19. Hôm 11 tháng 5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông không hứng thú đàm phán lại với Trung Quốc và lặp lại quan điểm này trong cuộc họp phỏng vấn. Ông cũng tập trung nhiều hơn vào phản ứng của Trung Quốc đối với đợt bùng phát COVID-19 hơn là nguồn gốc với virus. Tôi rất thất vọng về Trung Quốc. Lẽ ra họ không bao giờ được để dịch xảy ra. Tôi đã thực hiện một thỏa thuận thương mại tuyệt vời, nhưng bây giờ không cảm thấy như vậy nữa. Thỏa thuận vừa ráo mực thì bệnh dịch đã ập đến, Trump nói. Khi được hỏi Mỹ có thể đáp trả như thế nào, Trump không đưa ra thông tin cụ thể, nhưng nói với giọng đe dọa. Có nhiều thứ chúng tôi có thể làm. Chúng tôi có thể cắt hoàn toàn quan hệ với họ. Hàn Quốc được ca ngợi là hình mẫu chống COVID-19 hiệu quả mà không cần áp dụng những biện pháp phong tỏa chặt chẽ. Nhờ tích cực xét nghiệm, truy vết tiếp xúc bằng công nghệ, người dân hợp tác và tuân thủ cách biệt cộng đồng. Diễn biến tích cực này thúc đẩy chính phủ Hàn Quốc nới lỏng hạn chế, chuyển sang chiến lược giãn cách trong cuộc sống thường nhật, hướng tới mục tiêu bình thường hóa xã hội. Những hướng dẫn mới yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch như ở nhà vài ngày nếu bị ốm, giữ khoảng cách dài 2 cánh tay. Với tuyên bố bắt đầu cuộc sống thường nhật mới, chính phủ Hàn Quốc cho phép người dân ra ngoài thư giãn, nhưng sự thoải mái này lại không tồn tại lâu. Chỉ 4 ngày sau khi bước sang giai đoạn mới, thị trưởng Seoul đã ra lệnh đóng cửa vô thời hạn tất cả các quán bar và hộp đêm ở thủ đô. Do phát hiện cụm dịch tại những cơ sở thuộc khu vực Itaewon, một người đàn ông 29 tuổi nhiễm nCoV từng tới 5 quán bar và hộp đêm trong khu vực này đã lây lan virus cho hơn 100 người. Sau khi phát hiện ca nhiễm 29 tuổi, Hàn Quốc nhanh chóng tiến hành công tác xét nghiệm và truy vết tiếp xúc. Với hơn 14.000 xét nghiệm đã được thực hiện tại Seoul, thị trưởng kêu gọi những người đến hộp đêm và quán bar ở Itaewon từ ngày 24 tháng 4 đến 6 tháng 5 kiểm tra y tế ngay lập tức, nói thêm rằng chính quyền đã xác định khoảng 10.900 người được cho là tới khu vực trong khoảng thời điểm trên. Ban đầu, giới chức Trung Quốc có vẻ sốt sắng tìm cách xác định nhanh chóng nguồn gốc của mầm bệnh. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc CCDC hồi tháng 1 cho biết họ nghi ngờ virus có nguồn gốc từ động vật hoang dã, được bày bán ở chợ Hoa Nam và việc xác định vật chủ trung gian chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Trung Quốc sau đó đột ngột thay đổi thái độ, ngày càng thể hiện sự hoài nghi về nguồn gốc của virus, bác bỏ mọi giả thuyết cho rằng nCoV khởi phát từ nước này, đồng thời khước từ mọi lời kêu gọi điều tra quốc tế từ giới chức Mỹ, Australia và châu Âu. Quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xấu đi khi hai bên không ngừng đưa ra những cáo buộc lẫn nhau về nguồn gốc của virus. Trump và quan chức cấp cao của Mỹ cáo buộc nCoV có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về virus corona ở loài dơi tại Vũ Hán, nhưng cũng không đưa ra bằng chứng nào. Bắc Kinh lập tức phủ nhận cáo buộc Mỹ tung thông tin sai lệch phục vụ cho mục đích chính trị khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang cận kề. Tuy nhiên, Trung Quốc lại không trực tiếp trả lời bất kỳ câu hỏi cụ thể nào trong cuộc tìm kiếm nguồn gốc virus, nói rằng đó là công việc của các nhà khoa học. Thế nhưng các nhà nghiên cứu và quan chức nước ngoài muốn tới Vũ Hán để bắt tay vào điều tra, họ sớm nản lòng trước những trở ngại đến từ Trung Quốc. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Sài Gòn TV để nghe những tin tức về tình hình COVID-19 thế giới các bạn nhé.